Năm 2023, đánh dấu mốc tròn 10 năm hệ thống nông nghiệp Bắc Trung Nam của anh Phan Văn Nam được thành lập. 10 năm không ngắn cũng không dài. Và trong thời gian đó, từ con số 0, hệ thống nông nghiệp Bắc Trung Nam đã vươn lên trở thành một hệ thống cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dụng cụ nông nghiệp, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật uy tín cho bà con nhân dân, các doanh nghiệp trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Để có được thành công hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình của anh Phan Văn Nam vượt qua bao khó khăn, nỗ lực, quyết tâm làm nên thương hiệu hệ thống nông nghiệp Bắc Trung Nam. Sinh năm 1988 tại Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An, trong một gia đình nghèo khó, đông anh em, kinh tế chỉ phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Tuổi thơ của anh lớn lên từ gốc rạ ruộng đồng. Thấy được những vất vả của bố mẹ, người dân nơi đây quanh năm phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng cái đói, cái nghèo vẫn cứ đeo bám, sản xuất nông nghiệp bấp bênh, năng suất thấp, nhiều vụ mất trắng do thiên tai hạn hán, bão lũ, nhất là sâu bệnh phá hoại. Từ đó anh Phan Văn Nam đã ấp ủ trong lòng phải làm thế nào để gia đình và bà con nông dân nơi đây có cuộc sống khấm khá hơn, sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất, chất lượng tốt hơn. Nghĩ là làm, anh đã tự mày mò tìm hiểu về ngành nông nghiệp, đi từ Bắc vào Nam, sang Thái Lan cũng như bén duyên với một số đơn vị công ty chuyên về ngành phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Với ý chí quyết tâm học tập, từ đây anh đã được các công ty cử đi đào tạo bài bản về kỹ thuật ngành nông nghiệp và sau đó được các công ty tin tưởng giao nhiệm vụ đi tập huấn hướng dẫn khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, phân bón, bảo vệ cây trồng cho bà con nông dân từ Bắc vào Nam, từ đồng bằng đến vùng sâu, vùng xa như Thái Bình, Bắc Cạn, Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, v.v. Một bước đột phá làm nên thành công của hệ thống nông nghiệp Bắc Trung Nam hôm nay là vào cuối năm 2013, anh Phan Văn Nam đã mạnh dạn thành lập cửa hàng nông nghiệp Bắc Trung Nam đầu tiên tại tỉnh Hòa Bình. Trong những lần về công tác tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, với kiến thức được đào tạo và kinh nghiệm trong nhiều năm gắn bó với ngành nông nghiệp, anh đã được Hội Nông dân huyện Vũ Quang mời tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho cây ăn quả. Tuy nhiên, có một thực tế khó là bà con nhân dân tại đây không có các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có chất lượng giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Để giúp bà con về vấn đề này, được sự giúp đỡ của chính quyền cấp tỉnh, chính quyền cấp huyện và chính quyền địa phương, các đối tác, công ty, năm 2015 anh mở khai trương cửa hàng phân bón Bắc Trung Nam tại Vũ Quang. Với phương châm cầm tay chỉ việc, hướng dẫn tận tình chu đáo và dịch vụ cung cấp các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chất lượng cao, anh đã góp phần rất lớn đưa năng suất, chất lượng, diện tích cây ăn quả của huyện Vũ Quang ngày càng tăng lên, trở thành thủ phủ cây ăn quả của Hà Tĩnh, nhất là cam bù, cam chanh, chanh. Từ niềm tin của người sản xuất nông nghiệp dành cho và thành công xây dựng cửa hàng phân bón tại Vũ Quang, anh tiếp tục được mời tập huấn phổ biến kỹ thuật cho bà con nông dân ở các huyện lân cận như Hương Sơn, Hương Khê, Can Lộc. Bước đầu nhiều chủ vườn chưa tin tưởng, chưa ủng hộ. Tuy nhiên sau một vài mô hình thí điểm mà anh hướng dẫn kỹ thuật và cung cấp phân bón, cây trái đã xanh tốt trở lại và cho năng suất, chất lượng cao hơn. Từ đó anh đã được bà con tin tưởng tuyệt đối. Từ cái khi mà có cái cửa hàng Bắc Trung Nam này là một cái địa chỉ đã có được các cái nhân viên tư vấn, các cán bộ kỹ thuật ở đây tư vấn rất chi là tận tình, chú đáo và đảm bảo cái các cái mặt hàng ở đây là mua là rất thuận tiện và các cái chất lượng sản phẩm là nó đảm bảo, cho nên là như người dân chúng tôi á là rất an tâm là có như sản xuất ở các cái vụ mùa rồi được cái nó đem lại cái hiệu quả kinh tế đảm bảo rất có lợi cho người dân. Để tạo thuận lợi cho bà con mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, năm 2017, anh Phan Văn Nam cùng đội ngũ tiếp tục mở thêm 2 chi nhánh cửa hàng tại huyện Hương Khê. Tiếp đến năm 2019, mở thêm tại huyện Hương Sơn. Rồi những năm sau đó, anh cùng anh em mở thêm 3 chi nhánh tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, gồm
chi nhánh Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Phương và sau đó phát triển thêm hệ thống nông nghiệp Bắc Trung Nam chi nhánh tại tỉnh Lâm Đồng. Được sự hỗ trợ của các công ty phân bón hàng đầu trong nước và Thái Lan, cùng gia đình, người thân, đội ngũ nhân sự của mình, đến nay anh Phan Văn Nam đã thành lập được 10 cửa hàng thuộc hệ thống nông nghiệp Bắc Trung Nam tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chưa dừng lại ở đó, với mong muốn phát triển đất nước bền vững, thực hiện sứ mệnh nâng cao giá trị nông sản Việt, anh cùng đội ngũ Bắc Trung Nam đang quyết tâm hướng đến mục tiêu vào năm 2035 xây dựng được 500 chi nhánh trên toàn quốc. Để đạt được con số đó, rất cần sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, nhân viên Bắc Trung Nam và sự ủng hộ của toàn thể bà con sản xuất nông nghiệp. Cùng với xây dựng các chi nhánh, hệ thống nông nghiệp Bắc Trung Nam hiện có một đội ngũ nhân viên hùng hậu với gần 100 người được đào tạo bài bản về trình độ trên nhiều lĩnh vực nông nghiệp, tiếp thị, kinh doanh, luôn tận tâm đồng hành, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nhân dân. Cùng với đó, tại các chi nhánh luôn đảm bảo đầy đủ các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc, dụng cụ nông nghiệp, chất lượng, giá cả phù hợp. Giá trị thương hiệu Bắc Trung Nam không chỉ được khẳng định trên góc độ sản phẩm, mà còn là sự quan tâm, phụng sự đến cộng đồng, địa phương và xã hội trong suốt hơn 10 năm qua. Hàng năm, hệ thống đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động khuyến mại, tri ân khách hàng, tặng quà cho các gia đình nông dân gặp khó khăn, hoạn nạn. Trao hàng trăm suất ăn miễn phí tại các khu cách ly phòng chống dịch COVID-19, tặng nhiều suất quà cho bà con nhân dân vùng lũ, hỗ trợ nhiều số tiền cho các địa phương, đơn vị, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Xin chân thành cảm ơn các đối tác đã luôn tin tưởng và đưa đến những cái sản phẩm tốt nhất cho bà con. Và cũng thông qua đây thì hệ thống nông nghiệp Bắc Trung Nam đã tư vấn tận tình, chú đáo và đưa cho bà con chúng ta những cái biện pháp, những cái giải pháp để bà con chúng ta sản xuất nông nghiệp một cách khoa học và kỹ thuật và nâng cao cái giá trị nông sản. Nhân tiện về đây thì cũng cảm ơn bà con rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ cho hệ thống nông nghiệp Bắc Trung Nam. Vâng, để đáp lại cái niềm tin của bà con nhân dân thì trong 10 năm tới thì hệ thống nông nghiệp Bắc Trung Nam sẽ cố gắng xây dựng là 500 cơ sở trên toàn quốc để phục vụ bà con và nâng cao được cái giá trị nông sản cho người Việt và đặc biệt là người sản xuất. 10 năm, một chặng đường phấn đấu vượt qua khó khăn vất vả, hệ thống nông nghiệp Bắc Trung Nam xin chân thành cảm ơn các đối tác công ty đã hỗ trợ, cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ. Đây là động lực, niềm tin để hệ thống nông nghiệp Bắc Trung Nam tiếp tục quyết tâm xây dựng ngày càng vững mạnh, phát triển để mang đến những mùa vàng, trái cây bội thu cho người nông dân.